cả gia đình của anh Chanh Chằn Lùng là ăn lẩu nha. Buổi chiều là cả gia đình anh Chanh Chằn Lùng đang ăn lẩu nè. Có mẹ nữa nè, mấy có anh có cha ruột. Mẹ thì bị đau tử phải không anh Chanh? Đau cái co đây. Đâu dạ dày ha. Ồ. Bữa nay mình ăn cái gì anh Chanh? Ăn lẩu Thái. Mình bỏ mấy cái cá trước á, cái cá nó lâu chín hơn. Nè cho em gửi này cái coi. Ăn làm sao mà cảm thấy mà mấy cô chú mà thèm đó. Đó. Quá đã rồi. Rồi anh Chanh mời đi, mời khán giả đi. Mời khán giả dùng bữa lẩu Thái với gia đình chúng em. Rồi cũng chúc mình thường quân rụng bữa, khán giả cũng rụng bữa lâu Thái. Cái clip trước á, ngày bữa hôm trước á, em mừng quá em quên mời khán giả rụng bữa với em, rồi em xin lỗi. Rồi em bữa đó em mừng quá vừa gấp cho ba mẹ. Nói chung là lâu năm rồi mới ăn dùng rụng bữa với chúng cha mẹ. Xin mời các anh dùng bữa luôn. Dạ rồi cảm ơn anh chị ha, nhận lộc của anh chị. Cái gia đình mình ăn đi. Dạ, ăn đi anh chị. Đó, nước sôi rồi bỏ cá rồi vô. Bác trai ăn ngon miệng nha bác trai. Bác trai ngon miệng nha. Không có máu rồi nấu rồi. Mình bỏ cá vô trước để rồi mình ăn sau. Cá thì nó lâu chín hơn. Mấy cái cá hồi kìa. Ai nào? Hôm nay lẩu Thái là gồm có đây coi để em coi nghe cô chú anh chị. Gồm có cá hồi nè, rồi nghêu nè, rồi mực nè, rồi tôm nè. Quá hấp dẫn rồi. Mình nghêu mình bỏ vô trước luôn đi anh. Bỏ mấy con nghêu vô cho nó ngọt nước. Đó, gấp bún đồ ăn đi mấy con. Gấp cho cha ha. Anh Chanh lúc nào cũng múc cho cha trước. Hiếu Thảo ha. Hiếu Thảo quá. Rồi sau đó là gấp cho vợ với các con, thấy không? Anh Chanh lúc nào cũng chu đáo hết. Sao rồi nêm nước thì sao ngon không? Ngon hả? Bữa nay là hai chị em thèm là ăn nhiều vô nghe. Đó, bé Tầm với bé Thủ nè. Gấp cho ba nha. Không đọc ấy. Bỏ mấy cái con nghêu vô. Bỏ mấy nghêu vô. Đúng rồi, bỏ. Lấy muỗng á, lấy cái giá kìa. Bỏ mấy hết nghêu vô. Cho ngọt nước. Ngọt nước. Dư bỏ mấy đầu cá hồi vô luôn anh. Nè hơi ít nước không? Không đâu, hồi chúng nhúng rau rồi là nó có. Khẽm gì bỏ vô ăn. Ủa làm sao nó còn. Chưa chín từ từ con. Từ từ. Thèm lắm rồi đó. Quá thèm rồi. Bác trai bữa nay thấy con dâu nấu cái lẩu này được không bác trai? Thấy con dâu nấu cái lẩu này được không? Được ha. Con dâu nấu quá ngon phải không? Hôm nay chị khen chỗ tài đó nghe. Con bún này nè. Con bún bí bỏ vô ngon lắm á. Đúng rồi vậy đó. Bỏ vô. Thường ở nhà đó là ai sẽ làm đầu bếp chính anh Chanh? Vợ ha. Em phụ thôi. Dạ. Khi nào em rảnh thì em làm. Dạ. Anh Chanh thì ra ngoài mưu sinh, đi làm hồ. Giờ ngày mai thì... đi làm rồi. Ồ, ngày mai đi làm hả anh Chanh? Dạ, thì nói chợ. Mai đi làm tới chợ anh Châu á, kêu qua bên kia làm đỡ, làm mấy bữa, ba bốn bữa rồi mới chuyển qua Trần Yên. Thổi nha, cái chuyện nóng đó, thổi ăn con. Nó bỏ tôm này vô.
ở đây không có, này ở đây không có, không biết nè, không có mua ăn. Này bí này nhúng lẩu là hết sảy luôn đó. Dạ. Ngon lắm. Không kể. Không kể mày bớt ơi. Chưa, chưa đâu đó, chưa đâu. Để cho nó đỏ lên á. Rồi đó, ăn được đó, quá sôi rồi. Ừ. Chan vô. Cả gia đình quây quần ăn một bữa thật ngon. Dạ sao? Mùi vị sao anh Chanh? Ngọt, béo, ngon. Khen khen vợ kìa, khen vợ cái. Vợ ơi nó ngon quá. Ồ, hút quá đã ha. Ừ. Không, mấy đó đúng rồi đó, nó hở miệng vậy là chín rồi đó. Mấy con nhiều á, nó ngọt nước dữ lắm. Nó cá hồi đó ngon lắm. Chín rồi đó. Cái đó ngon lắm bác. Ngon lắm cá hồi. Cá hồi á. Đây cá hồi. Cá hồi nha, chứ không phải là cá hồi nha. Cá hồi lỡ nước ngọt á. Chứ anh Tiên là kêu cá kêu cái hồi không đó. Đi gần với nó người cũng biết chứ. Anh hai của anh á. Hút con rau thôi. Mình lấy cái dĩa gì hồi mình múc tôm ra cho nó nguội dễ lọt nha. Dạ. Bữa ăn hạnh soạn nha. Thì cái bữa ăn này thì cũng có thầy Hải ở Tam Chinh Hà Nội đó cũng mời cả gia đình ăn. Nói chung là bữa ăn gia đình. Nóng chị ơi. Để cho nó nguội. Cá nãy cá hồi này nó không có đâu. Không có chứ. Cá hồi này ngon á. Đúng rồi, nhiều thôi. Để nó còn nữa. Ăn nhiều cho hai đứa. Hai đứa con kìa, gấp ăn nhiều không? Vô. Ừ. Ăn tôm ăn mực đồ vô. Bữa ăn rất là ngon nha. Thấy cả gia đình ăn thấy rất là ngon miệng luôn á. Không khỏe. Không khỏe đi. Không khỏe không? Không khỏe. Hả? Đi đi. Nắm. Hả? Nắm. Nắm à? Không gì? Nắm, nắm đó. Nắm à? Ừ. Trời ơi, cũng phạm bệnh này, chẳng có. Cao chủ bác vừa nãy thấy bác trai thích ăn cá hồi kìa, bỏ vô đó, bỏ vô cho hai con ăn đó kìa, cá hồi ngon đó. Ừ, đó cái đó ngon đó, cái ngon đó chú bác đưa vô. Ừ. đưa vô chén vô. Ừ. Đó, cái đó ngon á. Rồi hai con ăn nhiều nghe. Ừ. Hai con ăn nhiều vô, nó thèm rồi ăn nè. Ừ. Ừ. Cái con máy nhỏ. Không kẻ. Không kẻ không? Mình nè, mình nè. Hai con thôi hả? Ủa hai đứa đâu rồi? Uống nước. Ờ để uống nước ha. Nhưng tích mà con đặt là hộp á. Vô li mà. Vô li mà. Hai đứa nổi. Đây, đây. Hey. Chút xíu đi, chút xíu cho ăn hết á. Mấy thằng lính của anh Chanh quá trời rồi. Ăn
no nghe mấy con. Ừ, ăn no đi rồi. Đi ba. Ăn cho no. Chị khen ăn nhiều vô nha. Đồ ăn còn nhiều lắm kìa. Ăn cho hết đi nha, chứ cái đó mình phải ăn cho hết đó. Lẩu này là của thầy Hải tặng là phải ăn cho hết nha. Bọt ơi, bọt ơi. Bọt ơi, bọt ơi. Bọt ơi, bọt ơi. Bọt ơi, mệt chứ không? Lo cho bà quá ha. Lo cho bà quá. Chành lo cho bà quá. Múc cho vợ, gấp cho vợ cái gì nó ngon đấy. Dạ em không ăn cá. Thì ăn cái khác. Tôm. Tôm kìa. Có. Ngọt lắm à. Không bà nắm thêm chấm đó. Mấy con có ăn thêm chấm nha. Ừ. Dạ. Ở bọn hái em. Vui không anh Chanh? Vui. Cả gia đình quay quần bên nhau ăn cái lẩu ha. Vâng. Cái này mà trời mưa liêu ghiêu cái nữa ha là hết sảy luôn. Trời mưa lông găm mà ăn lẩu là hết sảy. Làm gì mà lấy khăn chùi chùi qua anh Tần? Chảy nước miếng. Cảnh này sao quen thuộc quá hả anh Quang? Quá quen thuộc. Cảnh này sao mà quen thuộc quá. Nói chung là mấy anh em đi quay mà thấy gia đình mình ăn như vậy nè là mấy anh em cũng thấy vui nữa, thấy hạnh phúc nữa. Ok đó. Bỏ thêm cá rồi vô anh Chanh. Thêm cá rồi kìa, còn cá bỏ hết vô đi. Ừ. Bỏ hết vô luôn. Bỏ lượt một đi. Bỏ lượt một đi. Để không để nó không chín. Ăn không ừ. Hết, bỏ uống á. Sao không hết? Trời ơi, hết, mới hết. Ăn đem rồi. Trời, nó thèm ăn cho hết chứ. Màu nọ. Cục mật ăn. Bỏ hết đi, bỏ hết vô luôn đi. chưa chín đâu, gấp cho con này, không được rồi nha. Lớn lên liền, lớn lửa lên. Ừ. Bác trai khoái ăn bông bí kìa, để vô cho bác trai ăn. Ừ, cái đó ngon đó. Đó, bông bí đó. Với nấm kim châm kìa, đó. Mấy con là khoái ăn đó. Rồi, bữa ăn hôm nay thấy là cái quả ổng này hoành tráng nha cô chú anh chị. Hải sản đồ không ha, tươi sống luôn đó. Đây luôn. Qua đợt này qua đợt này còn hèm nữa không anh Chanh? Dạ. Qua đợt này ăn lẩu còn hèm món nào nữa không? Dạ. Gì nấu luôn đi. Ừ. Ở đây ăn bột nhiều lắm. Ở đây ăn bột luôn đó. Ông nội. Ở đây là kìa ông nội kìa. Ông nội kìa, nước cho ông nội uống kìa. Nước cho ông nội kìa. Ở dưới đó. Ông nội không uống. Ông nội không uống ha. Rồi các cháu cũng hiếu thảo ha. Anh Chanh này hiếu thảo với ba, còn các con này hiếu thảo với ông nội. Tao làm cho anh coi. Chính rồi, nó quấn rồi đó. Ông nội kìa. Thấy ông nội khoái cái món này rồi đó. Thấy ông nội là hảo món này rồi đó. Đó, đúng rồi. Con gái kìa. Đó, bỏ mực vô, cái con gái với con trai thích ăn rồi đó. Nó xong đợt này nữa mình mà ướt cái món khác ha anh Chanh. Nó ướt món khác. Anh ướt con tôm hùm đi. Thôi anh Chanh không ướt rồi hỏi hai con nè. Ừ. Sau cái dịp ăn lẩu này hai con muốn ướt muốn ăn gì nữa không? Bé Tầm nè. Con có được con đừng nhìn đi ba. Con cứ ướt con muốn ăn gì. Ừ. Con nói. Nói đi. Con muốn ăn gì nữa? Dạ không biết nữa. Không biết nữa hả? Rồi bé hơi bé Hữu nè, có muốn ăn gì nữa không? Hả? Còn chẳng con. Phật đắc mạnh quá. Con không biết nữa hả? Vậy là thèm cái lẩu ăn lẩu rồi ha. Dạ. Phật mày chặt ơi, chặt luôn. Dạ.
Còn dễ không? Hả? Bằng hả? Bữa ăn của gia đình rất là hạnh phúc của chú anh chị nè. Rồi thì để gia đình được tự nhiên ha, thì em cũng xin kết thúc video ha. Hẹn gặp lại con chú ở video tiếp theo ạ. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nhé. Con làm nhé, con về ra đi đúng không? Con học của mẹ nó, con kia đó mẹ. Lấy luôn. Chị được ăn tự nhiên nha. Dạ. Ừ, bác trai với gia đình ăn rất là ngon nha. Ừ. Hai cháu nè. Bó tôm đi, tôm nhiều quá kìa. Nồi cho mấy đứa. Nồi ha. Bé Tầm nồi chưa con? Chưa đâu, bé Tầm còn con ăn mực nữa là no ha. Nếu ăn đồ ăn còn dư này sao anh Tranh? Sao này à? Ừ. Đây dư nơi đói bụng ăn thêm. Tối ăn thêm ha. Tại vì ăn quen rồi, ăn cỡ hai chén, hai chén mình no. Ừ. Tối mình có đói mình bắt lại mình ăn. Dạ. Nên đâu có mắc cỡ thì đầy mình ăn no rồi. Dạ dạ. Nhiệt tình lên Chanh ơi. Nóng không? Nóng. Cái giật này tới thêm đi bác. Mạnh giỏi không? Tết thơm em mười mấy các anh qua nhà em chơi luôn. Anh đãi gì? Tính đãi gì đây? Tụi em biết coi coi ngon không tụi em mới qua chứ. Đãi làm dân tộc thơm em là cù lao à. Cù lao. Cù lao. Dạ, dạ. Có gì nữa? Người gà. Gà. Gà anh nuôi hay sao? Gà luộc. Ừ, gà luộc, có gì nữa? Có trái cây gì không? Có. Ừ. Mướp đó. Mười đó ngày, ấu sáng ngày hay mấy? Hàng chín. Ngày 29, mười các anh lại chơi, là nhà em chơi luôn. Ngày 29 hả? Anh chín. Tháng mấy? Dưới là chín dưới. Là bữa nay 24 rồi. Ờ, tháng này ha. Còn mấy ngày nữa hả? 5 ngày. 5 ngày. Ở 5 ngày. Tháng buồn đó. Tháng 29 phải không? Thường Tết ở đây, nhà mình, nhà cái bên có bắt nhạc gì không? Không có. Nhà cái bên thì cái ta bắt bên kia. Không mà không biết nữa ta. Ừ, thường Tết Khmer là bắt nhạc dữ lắm à. Bắt nhạc. Ít. Thì nhỏ. Nhà ta có lo cào cao ta mướn lại. Không mướn thì ít bắt lắm. Như Tết này dĩ nhiên là phải vui chơi giải trí chứ. Thôi để cho gia đình ăn cơm nha. Hôm qua cũng xin kết thúc video tại đây. Chào quý cô chú anh chị. Quang sẽ đăng những clip tiếp theo cho quý cô chú anh chị xem nha. Nhà của anh Chanh Chàng Lùng với quý cô chú anh chị nè. Thực sự là buổi chiều nhìn rất là mát luôn. Có trồng những cái cây như bạc hà nè, vàng mớp với những cái cây trồng xung quanh nha. Nhìn thấy không? À, đây là cái ngôi nhà này, ngôi nhà này là cái ngôi nhà của ba anh Chanh Chàng Lùng. Quý cô chú anh chị toàn là bằng lá không quý cô chú anh chị ơi ha. Đó. Nhà toàn bộ bằng lá không thôi. Đó. Nên là cũng rất là nên cũng rất là mát nha, nhưng mà con cái là mùa mưa nó sẽ dột. Ảnh ước mơ là có sửa được cái nhà phía sau đó, là mấy vách của mấy bên là toàn bằng lá không à, lá nó mục hết trơn như vậy nè. Rồi thôi, Quang xin kết thúc video tại đây. Chào quý cô chú anh chị. Quang sẽ đăng những clip tiếp theo cho quý cô chú anh chị xem nha.